cái này nhớ, nó chỉ có một điều á là không đánh tay ra mà chỉ đưa lên được bao nhiêu lớn, cái này nó quan trọng cho nên bố mới làm cậu. Ok rồi, bố có lớp hai mình tập hai thế được rồi. Ok, thống nhất á, mình sẽ móc cái tay nào nó lên cổ mình, vô nó bóp cái, nó bóp dày thì mình sẽ lên tay phải. Nhưng hồi trước á là mình bước lên rất là khó, những đứa nó mạnh hơn, đúng không? Cái này á là chân trái của mình á, bên khác bên á là mình xoay vòng tròn. Không có đụng cái chắc chắn 1000% là không được đụng cái vô đây, mình đi vòng ngược về. Ok, một hai, quy. Cho thì nắm chút nha. Cho thì nắm chút đi. Mình không để cho nó vô, nó vô lấy rồi mình thấy như nào mạnh quá. Không đánh vô, không đánh vô đó, không đánh vô. Ok. Thôi, ngắt lại. Làm rõ rồi là không bao giờ để cho đứa bố cho thấy. Phải được tay hay cái tay nó vô là bút liền. Để đứa bố. Dạ, lưỡi ra coi. Ok, nghiêm. Xe không? Năm áo một. Chỗ này hơi khó. Cái này có hai cái đánh. Như cái bay dịch thì tôi đề nghị nó dễ nhất là để cho nó ấy. Thứ nhất là nắm mép tay, xoay lên, xong tới. Nó dễ hơn. Đánh dày thì đánh được, nhưng mà phải cần sức mạnh kinh khủng đó. Hiểu không? Ok. Chụp cái này nha. Chụp cái này, xong tới đi. Chắc chắn là nó phải. Em thấy mình xong tới cái bộ hơi bị ấy lại. Thường cái thằng anh hiếp mình nó không nhỏ hơn mình đâu. Không, nhưng mình đã khóc nó lên trên. Không, chim thấy nó, nếu mình nắm được áo á, ví dụ thầy nắm được áo em á, em đứng một chỗ, em chỉ xây cái này thôi á, vừa bẻ vừa xây cái này thôi, nó dễ hơn là push. Cái quan trọng là cái cổ tay của nó. Cái cổ tay nó thì đúng rồi, như vậy khi mà thầy nắm chắc cái cổ áo của em, phải không? Em xây như vậy thì cổ tay của thầy cũng xây rồi, phải không? Thì cái khuynh hướng này là làm nó luôn. Còn thay vì mình phải đẩy tới, mình phải step. Không có hai cái thằng trên cái thầy. Đó, cái này thì chỉ đưa ý kiến ra thôi. Nắm cổ áo, dù thân, biết mình, nhưng đi show được. Cái này là lúc mà anh làm cái thơ thẳng là cái tay người ta vẫn còn thấy. Cái quan trọng là cái làm cho cái kiểu tay như vậy đó là nó không làm. Cái đó là cái yếu điểm của người mới khổ tay. Cái này nếu mà đánh cái này thì mình phải dùng cái cầm nét không? Không phải mình cái dùng sức của cái tay là mình dùng cái mình xay cầm. Cái này mình phải bóp nó vô vậy. Mình đâu có cần xay tay đâu, mình chỉ xay mình thôi. Có phải không? Đúng rồi, cái cổ tay nếu mà em nắm được cổ tay, cổ tay nó làm sao? Phải dùng cái hít. Dùng hít. Cái cổ tay là quan trọng. Lên không phải đẩy cho tay được. Ý mình bây giờ nếu mà nắm kiểu chặt không cay như mình dạy mấy đứa em mình bên đó là cái điều mà thầy suy nghĩ cái lớn mình đánh tính tới hoặc là ấy thì thầy xây cái người
mà dùng xe thế nào là cũng phải nắm tay, phải phải giải nắm tay. Chắc chắn là cũng nhiều là phải nắm tay rồi. Xây ở hành xây. Mục đích của mình là gì? Rồi, gãy tay cha rồi. Cái đó là hồi xưa Việt Nam vậy đó không mày? Kim cũng nóng giống vậy. Yes. Say. Đúng rồi. Ừ. Ok, bây giờ thầy chọn ha. Thầy chọn. Mình lấy rồi. Cũng nóng vậy, đúng không? Xây hết vòng tròn rồi, vậy đi. Tay không không cần thẳng tay hay méo tay rồi. Ok, đi theo mình. Rồi bỏ đầu xây vòng tròn nhanh đi. Yeah. Bỏ chân đi. Dạ, bỏ chân dựng sâu thôi. Bằng cái câu chó là tại vì nếu mà thầy xây cái gì chọn xây hết còn xây hết à mấy hỏi chân gì đây? Thấy dùng tròn luôn, thấy dùng tròn luôn. Phải dùng cái lực không? Lúc nào cũng tùy cương biết đó. Có cái nào mà đúng mình dặn tay yếu quá thì mình giữ tay tập cái bả vai tùy theo đối tượng đó. Nhưng mà thầy nhất quyết là như thế nào? Đánh từ xa làm sao mình không bao giờ mình rùng người xuống mà mình phải đứng cao. Đánh lại cho các anh chị em kia coi thử tập. Cái này nếu mà mình đánh cái này á, là nếu mình đánh xuống vậy á thì người nó sẽ không có vô. Nhưng mà cái nguy hiểm của cái này á là nhiều khi nó hung mình. Cái này funny. Người nó khi mình muốn nó gần vô mình là mình phải đánh cái này. Khi nó vô thì mình mới đánh. Thế là đánh ngược vô. Đánh vô thử đi. Chứ mình đánh không một cái nhá. Thử này, như mình cầm đi xuống đó, cứ kia là nhà mình đã nhận. Không cần chừng, này chỉ cần chừng.
Gãy im. Gãy nhiều đó đủ chết rồi. Quá chậm. Đến vậy mới thấy vô thầy. Gặt cái đầu là đủ chết rồi. Ở vừa thấy thì thấy vô. Tay mình còn cái ai phải là thoa rẻ cổ liền. Không có đâu biết chuyện. Tiền heo cái đầu rắc ở đâu mình rẻ. Thì không? Cái đầu nó lái. Không không giật luôn đấy. Đánh nhanh không giật luôn. Bỏ. Nhân gãy cổ à. Đánh nhanh mà tạo nhẹ thôi nha. Nhẹ. Nhẹ. Gãy cổ. Nhẹ. 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 Gãy cổ. Gãy cổ gì trời. Ok, chú ý. Tại sao phải bỏ luôn cái nhán chim cho người ta đếm vậy? À, không. À, thì cái đầu tay sẽ rõ được mấy chị năng học cũng có bỏ chứ. Mình mới bỏ sao thôi. Thì vô cứ vô rồi. Mình cứ đẩy vô thấy là nhăn ra rồi. Điều đó là đủ chết rồi. Vì Đức Đi nó mà để đây cái là nắm lỗ tai á. Cho nó hỏi những người mà không có tóc như em người sao lại lỗ tai, lỗ tai, lỗ tai. Thôi. Thầy thống nhất lại sao các em đi. Tại có người ôm thách đình đứng rồi có người ôm. Thành thử muốn cho giống nhau ôm cách làm sao. Mấy cô thì ôm sát còn mấy anh thì ôm. Có nhiều người làm không có ôm. Và cái người làm này để chi họ xiết họ nặng mình lên cái gì. Có nhiều người chỉ vậy. Tức là kể là nếu họ xiết chân lên mình cái tay này em được vừa tay vừa chân thầy mấy cô thì mình ôm sát mấy anh thì bây giờ mới nói trường hợp mình mới nói với anh đi tất cả không cần biết thấy là anh không vô á cái ôm không tay ôm cả hai điều chân đều rồi rồi đó lúc chân xa cái một hai rút cái lên nếu mà cái trái rút cũng được cái phải cũng được cậu này làm bài rồi chuẩn bị đứng đi. Xuống đây học lại các quán yeah. Có nhiều cái yeah. Giữ tay nè. 2 3 Rồi tay đánh được. Cái quyền bay điện mình vậy. Nhưng mà khi giật dây xong á đánh đã tay cùng lúc. Còn này đem chân trước tay sau. Ok. 1 2 3 Đúng rồi. Em đánh thử cái đòn này. Thử với anh chị coi những cái như thế nào thôi. Đúng có tóc luôn á. Tất nhiên mình đánh mặt cái này là cái mặt nó đưa qua rồi. Thì cái này mình che cũng dễ hơn. Thấy cái nào hay. Không được có gì lại em học. Chết luôn. Xoay quanh đúng rồi. Chết như vậy luôn. Ờ đó đó. Vậy thì tôi thấy dễ hơn là của thầy giấy. Tức là thứ nhất là chốt một tay thôi á. Buông tay này ra không cần đánh hai tay. Chốt luôn một tay. Chốt cái chỏ này xoay cái chỏ luôn. Okay. Nói một tay rồi đại vũ cho đừng có lao đầu để khỏi chịu tóc á.
coi như gãy tay á. Giờ bút cái kiểu là gãy tay á. Bút chỗ này thì nó đỡ ra. Xong nó sóc cái mặt vô. Bút chỗ này đỡ cái tay, chỗ này là gãy tay. Còn cái này mình chỉ xoay. Còn chưa hết lực ra. Giữ tại mình xoay á, mình làm tốt coi. Sao nắm thầy? Dính. Trời ơi, trong cái đầu kia là mình cũng nắm bắt. Nên thầy bỏ chương trình đó đúng rồi. Thầy bỏ trong chương trình thầy bỏ rồi. Tự thầy hết thấp. Mình cũng giữ cái tay này. Đánh cái tay này y chang số 1. Sốc. Đánh ngược lại thôi. Hiểu ý thầy nói không? Thầy bỏ hồi đó mốt này trong cái chương trình đi ở Việt Nam. Tức là cũng vậy. Nhưng mà thay vì mình đặt kiếm lên đánh thì đánh ngược lại thôi, bây giờ mình bỏ rồi. Lỡ có ai nắm tay trái thì mình nói giùm đổi tay phải qua. Rồi, ông trước không tay. Hai cái phải đánh. Ông sao không tay? Cái này là. Không, trả tay mới làm vậy. Chỏ trước. Bỏ giữa. Chào phải, chào trái, móc chân xuống trước. Chân nào đứng trước là chân nó đi. Thực tế cái đoạn này á, đánh vậy không hiệu quả. Nhắc. Em phải nhắc. Một, hai, ba. Thì mới trúng. Chứ em làm một. Mới ra. Đừng khoa. Có em vũ nè. Một. Trúng liền. Rất là mũi. Hai cái đầu nhẹ, một là hai là bỏ chỗ này. Thì mất cái giữa chân. Thì thôi. Ta hiểu rồi, chắc chắn hiểu rồi. Okay.
thẳng tay lên luôn, thẳng tay luôn. Rồi ok, nhảy qua bên kia, nhảy hai bên. Cái chỏ đánh lên phía trên cổ cái toàn ơi. Cổ, cổ. Đánh lên cổ không? Đánh cổ thì cái lực lực bắn tẻ tới. Phải đánh vô trong đường thì nó không có không có ngã cái bàn này. Một. Năm hai cắt được cái mặt luôn. Ừ đó vậy đó. Sao rồi, sao rồi? Sao rồi? Tức là cái người khóa vẫn còn. Dạ. Ây da. Bên kia, bên
không xài. Thank you.